Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì Hoa sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái sản phẩm giúp dưỡng da, chống nắng, make up. Đó chính là cái sản phẩm kem phê lạnh Cool Cream của thương hiệu Dr. Lacy. Đây là hình dáng bên ngoài của sản phẩm các bạn nhé. Đây là hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Đây, có đầy đủ này tên thương hiệu Dr. Lacy, tên sản phẩm Cool Cream và trọng lượng là 35 g. Có đầy đủ hướng dẫn sử dụng ở trên bao bì, công dụng của sản phẩm, đối tượng sử dụng cũng như là ngày sản xuất, trích mã vạch được các bạn nhé, giá cả của sản phẩm đấy, và đây là hình dáng bên trong của sản phẩm Hoa chia sẻ cho các bạn. Đây, trong mỗi sản phẩm thì sẽ có một cái phiếu cam kết bảo hành về mặt chất lượng. Nếu như ai đó mà phát hiện trong thành phần có chứa chất độc hại cho da thì công ty sẽ hoàn toàn bồi thường 10 triệu đồng. Đây để chứng tỏ về mặt chất lượng của sản phẩm nhé. Đấy. Và đồng thời sẽ có một cái gọi là quét mã vạch để nhận quà nhé. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ quét mã vạch để nhận quà ở cái góc này. Đấy. Và đây là hình dáng bên trong của sản phẩm. Đây các bạn có thấy rất là đẹp đúng không nào? Đấy. Đây gọi là cái thanh cầm. Đây. Trực tiếp có thể là lấy, trực tiếp là chúng ta dùng để lấy kem để cho rất là vệ sinh đúng chưa nào? Đấy. Thì cái sản phẩm này chúng ta có thể làm quà biếu cho các bà của mình, các mẹ của mình, cô của mình, dì của mình, và những người thân của mình, người vợ của mình, người yêu của mình và người bạn gái của mình, người em gái của mình đúng chưa nào? Đấy. Và bây giờ ấy thì là Hoa sẽ chia sẻ cho các bạn, mặc dù ở trên mỗi sản phẩm nó sẽ có đầy đủ về thành phần, công dụng và hướng dẫn sử dụng rồi, khi mà chúng ta sở hữu thì chúng ta cũng hoàn toàn là chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa để chúng ta thấy được rằng là khi chúng ta sở hữu một cái sản phẩm này thì chúng ta rất là yên tâm đúng chưa nào? Đấy, bởi vì khi mà bôi vào nó không chỉ dưỡng da, chống nắng mà nó còn tạo cho cái cảm giác chúng ta rất là tự tin khi mà chúng ta đi ra ngoài đường. Đấy. Thành phần thì bao gồm các cái vitamin B3, sáp ong chúa, glycerin, sáp nhũ hoa, chiết xuất dầu tằm, dầu jojoba, và glycerin. Công dụng thì cái sản phẩm này như Hoa đã ban đầu Hoa đã chia sẻ đó chính là nó sẽ giúp là dưỡng trắng da, nó đồng thời là kem lót, đồng thời là kem chống nắng, và cái độ SPF của nó là 55 BA cộng cộng cộng, như vậy thì cái độ chống nắng rất là cao nhé. Đấy, chứa titanium dioxide bảo vệ da tối ưu khỏi tia tử ngoại. Chất kem lỏng nhé, chất kem ở đây lỏng, không làm bết dính, không gây mụn, không gây bóng dầu, da khô thoáng và rất là mịn nhé, rất là mịn. Dầu jojoba dưỡng ẩm, HA giữ nước và giúp da của chúng ta căng bóng. Hướng dẫn sử dụng, sau khi mà chúng ta làm sạch xong ấy thì chúng ta sử dụng tinh thể bạc hà. Chúng ta sử dụng tinh thể bạc hà và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng một cái lớp kem. Chúng ta sẽ sử dụng một cái lớp kem phê lạnh này thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta sẽ tự tin nhé. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo. Các bạn thấy video này hay, thấy hữu ích cho các bạn khi mà chúng ta tìm hiểu về sản phẩm thì các bạn có thể like, đăng ký kênh và chia sẻ nhé. Các bạn cần thêm thông tin thì các bạn hoàn toàn có thể inbox trực tiếp cho Phan Hoa ở trên Facebook, gọi điện cho Hoa qua số Zalo đó chính là 0909 537 868 hoặc số hotline đó chính là 0971 035 507 nhé, để được giải đáp kỹ hơn về cái sản phẩm này cũng như là những cái chương trình quà tặng liên quan đến sản phẩm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.